À, xin chào cả nhà nha, trở lại kênh của Tính Mập Chú Có Nhà Vẽ. Thì đằng cuốn của mình sân ướt rượt à, sân bị ướt, thành thế ra là không đi đâu được, trời mưa, trời bão tối ngày. Thành thế ra là cuốn của mình tập trung ở chỗ khô kha khô mà sạch sẽ thơm tho nhất là nó nằm. À, thì mình cho tụi nó nằm ở khắp mọi nơi, trừ ở trong nhà thôi. Tại trong nhà có con nhỏ với mẹ già nên là cho tụi nó vô chổng là không được, nó trèo lên giường nó nằm chung bả là mẹ mình cự. À, thành ra là có làm cái nhà đẹp ở ngoài đây. À, có chuồng rộng cả nhà hả, à, mình hàng cái nhà có giường có cái chỗ nằm đàng hoàng. À, thì mình cũng cho tụi nó ra sân ở, tối thì vô chổng tự động chạy chổng, à đứa nào nằm đây nằm, đứa nào chạy chổng thì chạy đó. À, có bé Mai thì đang chăm chú mình nói chuyện nó chăm chú nè, còn Lu thì đang chăm sóc thân thể, còn thằng Út Quậy thì lo cho con Ly, hai anh em ruột á, màu giống lông giống nè, nhưng mà cái mỏ của con Ly màu đen, có Út Quậy nó bình thường tím luôn cả nhà, chung anh em mà sao cái màu lông cũng nó khác khác. Đó, để cái máy cho cả nhà xem ha. Giờ mình đi dọn tiếp, dọn sân tiếp.
Thôi xin dừng video ở đây cả nhà. Nãy giờ mình chặt mấy cái cây, dọn dẹp cái nhà, trời ơi rác rến, gió gãy nhánh cây, đổ lá lùm la sân sình không. Đó. Mưa bão thì tối ngày nên là phải dọn sân thôi cả nhà. Thì mình dọn cỡ nào dọn vậy, bữa cũng để nhóc rác nữa nè. Nhà mình có cây vú sữa to, bụi chuối to. Thành thế ra là thất nghiệp ở nhà cũng làm không được nghỉ ngơi. Tối ngày cũng phải dọn chuồng cho tụi nó, tắm rửa cho tụi nó, bữa nào trời nắng phải tắm á. Thôi xin dừng video ở đây cả nhà. Chúc cả nhà vui vẻ ha. Cả nhà xem nhớ chia sẻ, bấm một like để kênh duy trì. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Thôi xin chào.